Ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An, tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt An, được cổ phần hóa từ tháng 8 năm 2009, là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối máy có màng lốc chai, máy chiết xuất, dây chuyền ống nước tinh khiết RO và sản xuất máy làm đá vin inox xuất khẩu, thương hiệu VA, US Apex Vinero. Gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Việt An đã nhận được huy chương vàng hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2009, cúp sen vàng hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2009, huy chương vàng thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2015, chứng nhận thương hiệu Việt An đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 cho quy trình sản xuất dây chuyền ống nước và máy làm đá viên, và đặc biệt được đại diện hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam diện kiến báo công và chúc Tết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đặc biệt, Việt An còn đạt được thương hiệu xuất sắc ba miền do Hiệp hội chống hàng nhái hàng giả phối hợp cùng quan hữu quan tổ chức. Với trang thiết bị hiện đại, cách quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, Công ty Việt An đã và đang cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, tiến độ ra hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Máy co màng là một sản phẩm không thể thiếu trong khâu sản xuất của các doanh nghiệp. Máy co màng được dùng để bọc màng, nước ngọt, nước trà xanh và nhiều sản phẩm khác. Được ứng dụng công nghệ hiện đại, máy co màng của Việt An không những giúp nâng cao năng suất làm việc mà còn tạo nên tính thẩm mỹ cho sản phẩm và nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp bạn. Việc sử dụng máy co màng lốc chai của Việt An sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, giúp tạo tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Ngoài ra, khi sử dụng thiết bị co màng của chúng tôi còn đảm bảo được chống bụi và tạp chất cho sản phẩm, chống thấm nước, tiết kiệm chi phí sản xuất, có thể thiết kế 360 độ xung quanh chai. Ưu điểm máy co màng lốc chai của Việt An: được ứng dụng công nghệ mới châu Âu, việc sử dụng máy co màng và sản xuất có nhiều ưu điểm như máy mang lại năng suất cao vượt trội, máy cho nhiệt đều không làm màng nhăn, thân máy làm bằng inox cao cấp không gỉ, máy hoạt động tiết kiệm điện năng, thiết bị hoạt động bền bỉ 24/24 giờ. Quy trình vận hành máy co màng lốc chai 24 giờ: hệ thống sẽ đi qua giải inox phân chia để xếp thành lốc 24 chai, rồi đi qua hệ thống mắt thần để đếm số lượng chai. Sau khi đếm xong sẽ có piston đẩy để hệ thống chai sang phía bàn khay đựng màng trên và màng dưới. Tại đây, 24 chai được bó lại thành một bó, rồi đẩy vào hệ thống sàn bằng inox 304 vào hệ thống máy co lốc. Trong hệ thống máy co lốc, nó sẽ được co lốc bằng nhiệt để làm màng co bó chặt lại thành một lốc 24 chai, rồi lốc sẽ được đẩy ra ngoài và đi qua hệ thống tản nhiệt để giảm nhiệt và ra hệ thống co lăn. Để tìm hiểu rõ hơn về máy co màng, khách hàng có nhu cầu có thể truy cập vào website http://vavietan.com hoặc liên hệ hotline các chi nhánh của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột. Việt An rất hân hạnh được phục vụ quý khách.